Rồi, chào tất cả các bạn nha. Ngày mới chúc tất cả các bạn được vui vẻ, làm ăn được nhiều may mắn các bạn. Chúc tất cả các bạn đồng nghiệp mình bữa nay thăm bẫy chúng gắn mấy bạn ơi. Bữa nay mình cũng đi thăm bẫy nữa nè. Giờ tới cái này, cái đầu tiên. Nãy cuốn cái bẫy đằng kia nó không, chỗ đó không êm mà mình không có quay, rồi lại đằng này mình quay cuốn đặt cái luồng này. Mình bữa hổm mình dời qua gần thằng đệ nè, bốn cái này mà cái kia đặt trùng với bẫy nó, mình cuốn đi. Ê, hơi nặng nặng con gì đây. Rồi đại ca, ca bạn ơi, ca này đại ca cũng nhỏ, đầu tiên móc đại ca, móc đại ca rồi, đây, ca cũng nhỏ, không bự, cũng được, đây, 300 gram, gắn giạc, gắn ba, thôi mình ngưng đây bạn ơi. Này bắt ra cong quá, quay cong quá, nhỏ quá. Cái tiếp theo luôn mấy bạn ơi. Cái này cái bờ nó cũng êm lắm. Bờ dầm gì đây nè, không biết có hay là không, mình còn chưa biết. Đem cái này lát mình đi lại đằng kia, đặt cái đằng kia. Rồi học rồi, mình thấy chấp học rồi. Cái gì rồi ấy, hình như nặng nặng vậy. À vô, tính là học ở nhà vô mấy bạn ơi. Học em nữa à, đã. Con này cũng hơi nhỏ, tính là bao nhiêu không có chứ. Nó hơi nhỏ bạn ơi. Bằng con hồi nãy gì đó. Đây, hút mày luôn. Hai em. Rồi, mình tạm ngưng các bạn ơi. Tiếp theo đây cái nữa bạn ơi. Này đập cũng chóng quá. Nó sợ lật nghiêng lật ngửa này. Đây đấy, lật nghiêng lật ngửa thì chuột chết vô gắn không, vô lật nghiêng lật ngửa chuột chết thì hơi nặng nặng cái giống gì vậy. Trời ơi, gắn chết, gắn vô kẹt đầu chưa. Gắn chết rồi bạn ơi. Được. Kỳ ta. Thôi ngưng bạn ơi. Rồi, tiếp theo đèn cái nữa bạn ơi. Cái này bữa hôm dính gắn hổ ngựa nhỏ. Nhỏ là mình không có bắt ra đó. Cái gì đây? Cái gì đây? Rồi rồi. Vô kẹo con hổ hành. Quá sướng. Sướng. Sướng hổ hành, thấy hổ hành nhất luôn. Cũng bự lắm. Đã xuống. Ủa? Thế bự lắm. Trời ơi trời, hai con.
Ủa, tính đâu là vô con nhất cái nhà, hai con lầy luôn, đừng bắt nó cả bà. Hai con rồi, tiếp theo đây cái nữa bạn ơi. Cái này bữa hổm dính hôn ngựa, không có gì không, rồi hôn ngựa nữa, ngựa ngựa kẹt đầu, mọi ơi chơi gì chứ, hôn ngựa kẹt đầu lại luôn. Để anh xử lý nó bạn ơi. Theo đèn cái bạn ơi. Đặt bây giờ. Không biết như chỗ nào. Nãy xích lại đằng. Đằng đó mình gặp cái da gắn này lột. Hy vọng là cái này nó dính đi. Bữa cái đầu đằng kia thì dính con đại ca rồi. Hy vọng cái da lột này đi đâu không biết. Rồi, vô cái coi cái chết mừng cái rồi nhà te trời trời chết chuột. Hy vọng cái này làm thất vọng chết chuột bạn ơi, uổng quá. Rồi đến thay chuột vô, hy vọng cái này coi, cái này gặp chết rồi cũng làm con này các bạn. Nó lột ra cái bờ này thì thế nào cũng dính, mới dính con hả, làm thêm con nữa cái coi cho sướng coi. Rồi không thấy gì hết luôn, nhặt cái giá luôn, còn con chuột chết luôn rồi. Hy vọng cái này mà chết rồi. Ui. À, tiếp theo đây một cái nữa bạn ơi. Cái gì không thấy gì chưa, hình như hơi nặng nặng, hơi nặng nặng, con gì đây, rồi vô vô kèo đại ca, ca cũng ngon đấy bạn ơi. Chết rồi. Cái bờ gì đây, chỗ đậu bắc mở ra coi cái bờ nó không đứng rồi. Đây
Đây. Em này cũng 700-800 gram. Ngừng các bạn ơi, kiếm chỗ bắt gà. Rồi, đúng ra. Rồi, ok. Ngừng các bạn ơi. Theo đèn cái nữa bạn ơi. Cái này được rồi, chín rồi. Con gì nó quậy bánh cạnh hết trơn, mình giờ chụp qua. Nhá bên đây. Mình không biết sao đây. Đặt men kia. Rồi nó bao nữa, tàn quạt ra nữa. Con gì nó quậy nữa, lật nghiêng lật ngửa nữa. Gì đó. Mà có con chuột. Ngưng bạn ơi. Theo đèn cái nữa mấy bạn ơi. Chuồng ta sổ nước hết trơn. Ừ. Sọt cạn đi. Phơi gì nè. Thuốc cá này. Có cái gì không? Gom rác không? Cuốn này được rồi. Còn con chuột. Theo đây cái nữa bạn ơi. Hôm nay thất rồi mấy bạn ơi, mấy con nhỏ 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 không được con đỡ 800 gram, kệ có nhiêu mình đăng nhiêu á bạn, bạn xem thông cảm nha. Ê, có cứt hổ hành hay gì đây nè. Rồi thấy rồi, thấy hổ hành nè bạn ơi. Kệ gắn nhì gắn ba gì đây nè. Gắn nhì, gắn nhì các bạn ơi. Có lý. Có lý, có hổ hành cũng mê mê. Đỡ rồi bạn ơi, còn cái nữa cuối mấy bạn. Chắc ừ, hình như cái một à. Cuốn mấy cái này mình dời luôn các bạn ơi. Đường này cũng hơi chẹo chẹo đường. Dính con hổ hành thăm hai chuyến con. Thôi mình ngưng đây các bạn ơi. Chút quay tiếp. Thank you.
Các bạn đỡ các bạn. Gì đó. Các bạn. Con này nhì cỡ 400 ngoài gram. Nha. Rồi mình ngưng bạn ơi. Rồi cái này cái cuối các bạn ơi. Bữa nay gắn mini nó chạy không. Bữa nay ngày hội của nó hay gì đó. Hy vọng cái cuối này làm nên sự nghiệp coi. Rồi cắt học rồi. Thấy hỏng êm rồi. Ê, có lý. Đúng đâu là học rồi chứ. Nhà con hậu ngựa. Rồi cũng bự mấy bạn ơi. Rồi 700-800 gram ạ. 700 gram. Ừ. Cái vỏ mình bỏ mì ngoài kia rồi. Quyết làm sao bắt đi, chắc mình không bắt ra nữa bạn ơi. Thôi mình kết thúc clip đây mấy bạn ơi. Các bạn xem clip vui vẻ nha. Đăng ký ủng hộ kênh mình bạn ơi. Bỏ vỏ mì kia, cái đường sình xe chạy vô không được. Thôi mình kết thúc đây nha các bạn.